Để gửi tới người lao động những lời cảm ơn chân thành, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức bữa cơm công đoàn với suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, tạo không khí ấm cúng, gắn bó người lao động với doanh nghiệp và niềm tin vào tổ chức công đoàn. Lần đầu tiên được tham dự bữa cơm do Công đoàn các khu công nghiệp và Công ty Cổ phần Giấy An Hòa tổ chức, anh Nguyễn Trung Kiên và trên 800 đoàn viên, người lao động rất vui, phấn khởi. Không khí thân tình, đoàn kết, yêu thương và mỗi người lao động cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết sự quan tâm của công ty và tổ chức công đoàn. Tôi thấy rất là hài lòng với bữa cơm ngày hôm nay và cũng rất là cảm ơn Liên đoàn các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn của công ty đã tổ chức bữa cơm ngay và hy vọng rằng sẽ những năm sau nữa thì công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn công ty sẽ tổ chức thêm nhiều bữa cơm ý nghĩa và vui vẻ đoàn kết cho anh em công nhân như bữa cơm ngày hôm nay. Với cái suất ăn là 100.000 đồng trên một người, có đầy đủ các món và thực đơn, chúng tôi cũng thông báo rộng rãi trên bản tin để cho anh em nắm được. Hàng ngày thì chúng tôi tổ chức các bữa cơm ca cho anh em với chi phí là 31.000 đồng trên một suất. Thì cái điều đó là cũng để đảm bảo cái sức khỏe cũng như là chế độ của anh em. Tất cả những cái thực đơn của hàng tháng chúng tôi xây dựng và đảm bảo định lượng. Qua hoạt động này, thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn luôn hướng về cơ sở, mỗi đoàn viên, người lao động, đồng thời kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp, người sử dụng lao động nâng cao nhận thức, tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao dinh dưỡng bữa ăn ca, góp phần đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động để người lao động yên tâm làm việc. Công đoàn công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với công ty để tổ chức bữa cơm công đoàn. 10 trên 10 công đoàn cơ sở mà thuộc khu nghiệp đang tổ chức bữa ăn ca thì đều tổ chức bữa cơm công đoàn. Với cái giá trị suất ăn từ 100.000 đồng trở lên, đây là một cái chương trình hết sức là thiết thực, ý nghĩa, giúp cho đoàn viên người lao động có cái sự thân tình, thấu hiểu, chia sẻ và cũng thể hiện cái sự quan tâm của tổ chức công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp đối với cả đoàn viên người lao động. Có thể thấy bữa cơm công đoàn đã giúp đoàn viên, người lao động được hòa mình trong không khí thân tình, đoàn kết, yêu thương và cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn và đơn vị sử dụng lao động đối với tài sản quý của doanh nghiệp mình. Từ đó có phần khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và xây dựng tổ chức công đoàn ngày một lớn mạnh.